Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Vâng, thì bây giờ là 5 giờ ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020. Vâng, chúng ta đang có mặt tại nhà bác Thắng ở xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Vâng, đây trên hình ảnh quý vị, đây là nhà bác Thắng. Vâng, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Vâng, tôi để bàn giao cho bác một chiếc sập tam diện bằng gỗ hương đá. Vâng. Và đây quý vị, em chiếc sập này là chúng tôi được chọn vân hơi siêu vip đấy nhá. Chiếc sập này có kích thước là 1m8 2m2, cổ liền dạ 10 phân trên 24, và được chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và rất là đẹp. Chúng tôi chọn vân, và hôm nay đã chủ nhân của chiếc sập này đó là bác Thắng ở xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Và bây giờ là 5 giờ chiều ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi đang trực tiếp bàn giao cho bác đây. Xin hành quý vị, đây là đã lắp đặt tại nhà bác Thắng ở xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Và chiếc sập gỗ hương đá vân rất là chọn đẹp. Và ai có nhu cầu sở hữu chiếc sập như của bác Thắng này thì sẽ xin liên hệ cơ sở gỗ đồ gỗ Tùng Tám nha. Cơ sở tôi nằm tại xã An Phú, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, chuyên sản xuất các đồ nội thất trong nhà như sập ngồi, sập thờ, giường, tủ, bàn ghế, các loại trong phòng ngủ, phòng khách. Và đây chủ nhân của bác, đây là bác Thắng đây, chủ nhà cũng là chủ nhân chiếc sập hương đá siêu vip của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám này, hôm nay đã lắp đặt cho nhà bác Thắng này. Vâng, thì thay mặt cơ sở xin chân thành cảm ơn bác Thắng nhá, đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá. Vâng, xin vâng. Thằng này chả thích, vợ chả thích.